đủ xe chạy, có chạy mẹ đâu, phải chạy xe chạy mấy chục ngàn cây đâu, 4 ngàn cây bà. Công tơ còn không? Còn. Dũng. Còn. Còn. Trời, nhìn nhớ. Mẹ đổ gì vô trong ấy không? Đó, thấy không? Chưa ai vô rồi. Mới vô được chưa? Rồi. Chưa xài nè. Rồi, hello anh em thợ vào nhiều. Mình review cái xe này cho anh em này. Thứ nhất là tất cả anh chị em luôn, quý khách hàng, anh em thợ sửa xe máy, đúng không? Đấy, một con xe Vision. Chẳng qua xe Vision này đi á, là chủ nhân người ta hay bỏ ở ngoài thôi. Đó, nhưng con xe này rất ít đi. Xe này mới có 4.432 km, công tơ vẫn còn chạy. Xe này phụ nữ đi. Mỗi tội là người bạn này đi xe thì người ta lại không bỏ vào cái chỗ mát, người ta cứ bỏ ra cái chỗ nắng thôi. Bởi vì khu vực đấy không có chỗ để xe nha anh em. Thì anh chị em và anh em thợ này, thứ nhất là làm cái nghề này rất khó. Nhiều con xe nó bị hụt ga. Hụt ga nhiều anh em, kể anh em remap hay anh em làm cái gì, hay là anh em làm hết rồi trong vòng thời gian ngắn lại bị lại, là thứ nhất là rất nhiều nguyên nhân gây ra cho anh em ở vấn đề này. Đây, đây chủ này, để rửa tay từ bấy giờ mẹ chưa ra nước nữa, chưa ra nhớt. Đây, anh em nhìn thấy này. Đó. Rửa sạch đi cái đã, rút ra. Hút hết cái xăng đi, không có bảo đi mua bình xăng khác. Đây. Thứ nhất là cái lượng xăng đấy nó rất kém. Hiện tại chúng ta đang đi và chúng ta đổ những cây xăng. Xăng cây xăng nào thì mình không cần biết. Thì tất cả những cây xăng lớn anh em thấy không? Nó đất không? Đấy, bùn mới đất, nó pha trộn này. Một cái xe phun xăng điện tử như kiểu mà các bạn bốc đất các bạn bỏ vào á. Đó. Đây. Đưa đôi tay ra đây nhỏ ơi. Đó. Đi rửa rồi. Làm gì vậy? Đó, anh em thấy không? Đó, đây. Nhìn đưa đôi bàn tay đây. Này, anh em nhìn thấy không? Nó dính rồi, cày mãi nó mới ra luôn. Cái lọc đâu rồi? Đó, phao. Đó, anh chị. Đó, đó chất lượng xăng. Xe chạy mới có 4.000 cây. Đấy, rất ít đi này. Rồi, rửa đi em. Hút hết chai xăng ra, thay bơm mới vào dậy. Này. Đó, chất lượng xăng này. Anh em nhìn thấy không? Đó. Ừ. Đó thì anh em làm xe, anh em làm cho khách hàng. Rồi trong vòng khoảng 2-3 tháng khách hàng đi người ta lại bị lại. Bởi vì chất lượng xăng nó rất kém hiện tại. Thứ nhất là xăng lên giá. Lòng tham của con người là vô đáy nha anh em. Bởi vì đồng tiền nó quá lớn. Đồng tiền nó quá mạnh. Và đồng thời lúc này lòng tham của con người hầu như nó vô đáy. Vô tận mà. Có nhiều người hàng ngàn tỷ, hàng chục tỷ, người ta vẫn đâm đầu, người ta lo, người ta kiếm tiền. Nhưng thật sự số tiền đấy thì người ta tiêu cả cuộc đời này, cả gia đình, cả dòng họ cũng không hết. Nhưng người ta vẫn lao đầu vì đồng tiền, bởi vì đồng tiền lợi nhuận quá cao. Đó, có xe Vision, tên nhám này. Thì vậy thì làm sao mà quý khách mà chạy nó ngon được. Đó, và anh em thợ làm con xe hay bị hụt ga đầu. Đấy, và đồng thời con xe chạy ở trạng thái tốc độ cao, chạy ở đường dài. Thì lúc này cái lọc nó dơ do chất lượng xăng. Thì lúc này nó không thể thẩm thấu qua cái lọc này nhanh. Để đồng thời để đưa vào motor bơm. Để motor bơm đẩy một cái áp lực khoảng 2,8 cho tới 3,2 vào dây bơm. Thì lúc này nó nén một cái áp lực xuống kim. Thì lúc này nó chỉ chờ là IC kích hoạt cho nó. Rồi thì tùy theo cái lượng xăng cung cấp vào trong cái bùng đốt, tùy theo vào cái động cờ và con IC nó tính toán, đúng không ạ? Kích hoạt tín hiệu xung. Ừ. Rồi hút đi em, đang chạy à? Nó xăng cộ. Ừ. Thì tất cả con xe nó hụt ga thì nhiều anh em bảo mình là trong vòng khoảng 2 tháng làm hết ga đầu rồi và buổi sáng lại hụt ga, thì anh em phải lưu ý mấy vấn đề này. Đồ xăng cộ gì đâu mà đục như đất anh em ạ. Đục ngầu. Thì cái này mà chúng ta tiết kiệm xăng. Và nhiều lúc khách hàng bảo ơi, thôi để vậy tôi mới đổ khoảng 100.000 xăng để chạy đỡ.
Nhưng lúc này chúng ta thay cái motor bơm mới này. Đấy, xăng nó dơ thì đương nhiên vào trong này nó lại gặp vấn đề lại ngay. Rồi áp. Ở hút ơi, hút ít em ơi. Đó. Đấy, chất liệu xăng nó rất tệ, nó như kiểu mà chúng ta đây, xăng anh em thấy không? Đất không đục ngầu. Khi mà chúng ta tháo cái motor bơm nó dính vào cái lọc ấy. Đó. Chúng ta quấy lên thì hầu như nó khá là đục. Đây vào trong cái đưa anh cái điện thoại cái. Điện thoại này không đọc được comment. Rồi nào thì anh em phân tích dữ liệu nào thì ok rồi. Thầy bà bảo cái này có mà thầy chơi. Đó. Cái điện thoại kia em nữa. Cô điện thoại cô. Rồi chị đi về ăn cơm cô. Đây bên đây kìa nè. Đây chứ. Ờ đúng rồi. Để thoát ra thế nào trời. Còn mấy cái điện điện thoại luôn suốt ngày. Sắp được vào với thầy rồi he he. Chia sẻ cái video này lên anh em ơi, đủ 100 người coi đi. Tí nó cho lên hàng ngàn người luôn. Quá tệ hại. Ừ. Thì à nào thì anh em nào thì gọi thầy này hỗ trợ này. Thầy kia hỗ trợ này. Nào thì cầm máy nào phân tích dữ liệu nào. Một cái chất lượng xăng này không ngon này. Mẹ kim này động cơ không tốt. Thì bố của các loại thầy ở trên Việt Nam này cũng thua thôi anh em ạ. Không phải là cầm cái máy ở bấm bấm ở phật phật ở phân tích dữ liệu. Thì mẹ nói như kiểu đúng rồi ấy. Còn phải cái chất lượng xăng khách hàng đi đổ ở cây xăng nào. Đấy nó bị này. Xăng thì mẹ nó 10 lít nó pha tới 11 lít. Nó kiếm lít khoảng 30 ngàn. 10 lít 300. Đổ 100 lít anh em có biết bao nhiêu tiền không? Mà nguyên một cây xăng đổ một lần biết bao nhiêu ngàn lít. Nào thì 92, nào thì 95. Xăng tạp chất à sư phụ. Đúng rồi anh. Thì mẹ nào thì phân tích nhiệt độ trên 80 độ C ok hết. Xe đổ má cứ chạy, quan trọng là phải có tải gật gù gật gù. Xe chạy đúng oleo 4.000 cây, xe phụ nữ đi. Lấy cọ mét cái má này xuống luôn em. Nè. Mẹ nó cầm máy hù ma dọa khỉ không? Mẹ làm hàng ngày đây, Ad Center 135. Má bình xăng, Ad Sai đủ các kiểu đây. Chào công tử xe. Đủ xăng gì đâu, đục mẹ đục này. Xăng gì đâu mà đủ má, khi mà mở ra đục ngầu. Tốt nhất là chúng ta đi đổ xăng, tốt nhất là mang cái can. Mua mẹ mang cái can 5 lít, là mua 5 lít hoặc là mua 2 lít. Thứ nhất là chúng ta tránh tình trạng bọn nó bơm ảo, đúng không? Mua 2 lít, bao nhiêu tiền trả, mang hắn cái can, đầy 2 lít, ok. Còn khi mà chúng ta mẹ đổ 5 lít xăng đổ vào bình thì mẹ nó bơm khoảng 4 lít rưỡi thì anh em cũng cúm. Chưa ăn cơm anh trai ơi. Cái lọc này nữa trai ơi. Nên cái nghề này anh em mình phải làm thực tế. Mày. Hay ti chặng 3 luôn. Này. Chạy rớt mối hàn luôn anh em hiểu không? Anh em nhìn thấy mối hàn không này? Quá chạy mà nó đẩy chặng 3 đi lên luôn.
Cái này chạy chí là rớt chặng 3 ra ngoài. Ủa cái này chạy để nó làm này. Cái này mà anh em chạy tốc độ cao hầu như là nó rơi cổ luôn nha anh em. Hả? À. Má đồ bây giờ làm càng ngày càng đẻo nha anh em. Nè. Đó, tự động rớt. Đó, có nhiều xe là cầm ghi đông là chạy luôn nha anh em. Nhấc lên là chạy luôn á. Rồi ti. Ti nó bị xước thôi anh em, chứ không phải là xe này tông lộn nha. Đó, nè. Trên đời này mà anh em không biết điều gì xảy ra hết. Này anh em nhìn này, xăng này. Rồi. Đồ xăng xăng rửa lọc. Rồi, xăng này đâu còn chất lượng đâu, vàng hết bình này. Này. Đó. Nhựa ở đây mà nó còn đổi màu mà anh em. Đó. Cái này như kiểu mà anh em rửa một cái động cơ vậy á. Hơn là anh em rửa một cái động cơ hay là rửa nồi. Xịt luôn, cái nữa là xịt luôn. Tưới xăng nó. Rồi cũng nhờ mới một cây xăng nên mới thằng sửa xe lại có việc. Cũng nhờ xăng mà vài ông sửa xe lại có việc, đỡ phải đói. Chù mới bình xăng đóng trong thành luôn mà. Rồi. Cái này lấy khăn đi. Lấy khăn, lấy cái tô vít bỏ vào ngoài đi. Ngoài thì mua xăng về nhà xúc thêm cái nữa. Ê, bỏ cái khăn rồi cắt cái khăn. Nào thì đổ carbon, nào thì đổ lung tung hết. Đổ má carbon mà xăng đều nữa thì toang hết. Anh em hiểu không? Nào thì carbon đổ vào bình, rồi để xúc buồng đốt, toàn hù ma dọa khỉ hết thôi. Nhiều bố bảo xe hở bạc, đổ carbon vào xe hết hở bạc. Đủ ghê chưa? Nó chảy máu. Chù. Chù. Đấy bình hút nhớt. Rít phát, đổ xăng vào xúc tiếp. Đấy bình hút nhớt, lấy bình hút nhớt để nghiêng qua này. Rít cho nó phát. Ghê thật. Bình nóng nó xả đấy. Không. Như xả lại hết. Mỗi xăng vào, bỏ nửa lít ra xúc. Ngoáy tiếp cho khô sạch bình. Trên này là xịt cho khô. Có can nào không? Can đầy trong kia. Thôi, bà xăng bỏ mẹ đi rồi. Rửa. Còn can trong này không? Qua đây. Đổ 95 á. Kìa đâu đấy? Kìa, đầy đó. Mở ra rồi. Qua cua này.
cây xanh anh Long á. Ờ. Lộn mày không có chán lắm. Kiểm tra nó thử nào. Nè, xăng dầu này ra đổ. Dầu mà. Thiệt xúc cái này cho đổ xăng chút, anh ấy đổ xăng chút. Rồi. Mang lên. Xe gì? Mang lên. Nhiêu tiền ạ? Bà mua xe mới hả? Không, là cái bà chị Phụ Tùng á. Ờ. Mẹ nói lộn mẹ. À, về nhà thợ lắp. Nhà em lắp cho. Rồi. Em lắp là cái khó xe mất kỳ nè. Ờ. Đưa lộn là không có. À, nên nó không hiển thị cái đèn như này, lắp lộn cái gì. Bây giờ về lại không cái gì. Dạ. Mang mang anh nhé. Nó ăn tu nhiều chiều. Em cầm về. Trăm rưỡi. Ờ, trả về không. Dạ. Trả về zin đấy gì. Dạ. Ok em. Nguyên khí đó à đấy hả? Ok em. Có để anh làm cho. 2 giờ lấy, 2-3 giờ lấy. Cái này K66 sao bất kia mà. Rồi anh biết rồi. Rồi cái này tiếp tục là một anh hét này. Rồi thay một cái đồng hồ của A Black Sparky. Nhưng Phụ Tùng lại lấy ra cái mã là K66 khóa chìa. Đấy, lắp lên thì không có biểu tượng của khóa. Và lúc này sai, khách hàng đã lăn bánh chạy khoảng vài trăm km hoặc là vài chục km. Và lúc này khách hàng bảo quay lại thì đương nhiên trong hét sai thì người ta sẽ đổi lại cái mới. Và được cái đồng hồ được có Sparky. Thì lúc này muốn bán được cái đồng hồ này thì lại gặp Đình Tuấn 150k thì lại về như zin. Anh em hiểu không? Đấy, trên đời nó cứ chạy qua chạy lại như vậy thì chúng ta lại có tiền vào túi thôi. Đấy, cuốn hết Honda nha. Rồi, tí nữa về 00. Rồi, 150 dán vào. Ê. Mình thì chỉ có live stream chém gió thôi nè, không làm được cái mẹ gì hết rồi. Toàn live stream chém gió không. Đúng rồi, khắc mã. Rồi nhất máy thì thay luôn cả nhất cầu. Chủ vậy xe này đi quên thay nhất à. Rồi tí là máy luôn anh em. Đó, nano này. Đấy, có chất bảo vệ. Rồi với kép nhất thì đương nhiên sẽ đậm đặc hơn 85 với kép trên 140. Rồi cái này được phao phủ chất nano. Đấy, chống bào mòn thiết bị nhông láp. Đấy, nano. Thầy thật là đẳng cấp thật sự, có biết làm đâu anh em, toàn live stream chém gió không. À, Hà Nội bon bon. Đổ đâu không chết hết, đổ mẹ giờ nó lợi nhuận cao lắm. 95 à? À 95 sạch mà. À sạch hả? Rồi thôi xuống đi. Chịt, đủ đại nắp lại. Không biết đó lầu nào, sao nắp vào. Đó lầu nó đâm câu không biết. Đồ vừa thôi chứ, xe phải thường xuyên đi chứ. Xe có phải cầm đồ đâu mà. Đóng cấu nó khác chứ. Đóng cấu là nó mùi hôi. Không hiểu không? Đóng cấu là nó mùi hôi lắm. Cái này không mùi hôi mà.
đóng cáu mở ra là nó hôi hôi kinh khủng. Cái này mùi nó còn thơm mà. Lau nắp luôn, lau nắp luôn, lau trên bệ luôn. Đủ xét hết bình xăng. Đây rồi, hút đi. Cái này ông lấy bình ga cũ ra mua, cái này hút vào nó ok rồi. Nó độ cái bình ga ông, bình ga sạc ga mua coi xong độ vào thế rồi có mẹ gì đâu. Hả? Cái này có gì? Chẳng có gì hết. Mua cái đầu này gắn vào thôi chứ có gì đâu. Về nhà độ cái bình ga vậy nó hút bình thường. Cái này đây. Vậy chứ bình hơi. Là hơi nó đẩy vô này mới đẩy cái gì. Ừ. Và có hơi chứ. Ừ. Vậy đó làm bình hơi trước mới làm bình hút sau. Ừ. Thì đợi. Ừ. Nằm xung quanh cũng ngoài hơn chọc cái bình. Đồ anh em thấy không? Người ta lắp cái cọng xin này. Dễ như anh cơm nếp. Này. Đó. Rồi anh em nào muốn lắp xin bơm xăng thì hỏi cậu này nha. Ồ cậu ấy lắp xi măng xăng, cậu ấy lửa phát vào anh em thấy không? Khỏe dễ còn hơn cả ăn cháo. Đấy. Không có tì đè nào, lắc 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 cái kia nó vô. Bỏ này ra đổ Dũng. Rất nhẹ nhàng khi chúng ta lắp những cái xin ở trong cái bơm xăng lớn. Trung Nguyên liên hệ với Thiện Nguyễn. Chín lăm nó phải vàng khè chứ nhỉ? Vàng đây vàng sao trắng? Chín lăm nó vàng gốm lắm. Vâng, nên hết vàng rồi, nó hết một vàng rồi. Đủ xong rồi lên giá với thằng chúng. Là... Hả? Chà nó giờ 92, 95, 9 mẹ gì biết. 95, ăn đâu thì 95 này. Rồi, rồi. Nhanh về ăn cơm đi ngủ. Đủ ha, kéo nghẹt cả kim đấy. Để mới phát này. Bơm rồi. Bữa đang đi làm búp đứng máy. Thôi thôi thôi. Thử thẳng lên. Bơm rồi. Đặt nè. Có lộn dây không? Mở tụ ra nào. Để gắn lộn mẹ dày quá. Kỹ thuật viên lại lộn dây nha anh em. Tiếp tục tháo tiếp. Đời chỉ là thế thôi. Chẳng gì phải giấu giếm cả, sai sửa lại. Nhiều thằng thì mẹ thấy sai tắt clip. Mát bờ báo lộn lại loại 2222 cái này đúng rồi. Mày báo còn chưa được rồi.
Bây giờ lửa cho mát rồi. Xanh đậm là mát rồi. Đổ lại hai cọng á. Cắm lộn bên này. Lửa bên trái. Cho nó luôn. Bao. Rồi đây. Cho nó luôn. Tiếp. Nó đang đi về tới nhà tôi, vừa nhà tôi làm bụp đầu mẹ qua tôi đứng rồi nó. Đường bơm này bên trái nó là dương, hiểu không? Bên phải nó là mát. Nhiều lúc cứ nghĩ là bên phải là dương, bên trái là mát, là toang. Đâu tụ bơm rồi. Đây anh em nhé, nhớ nhé. Đó, bên trái của chúng ta nhìn như này, nó sẽ là dương, bên phải nó sẽ là mát nhá. Đấy, âm dương. Đấy, nhiều anh em có thể cứ nghĩ bên trái nó lại là mát, bên phải nó sẽ là dương, nên chúng ta cắm sai thôi. Nhớ, trái là dương. Rồi, hôm nay có cái này hay nữa tặng anh em này. Rồi, mua bộ này tặng cho anh em full về chân IC và sờ mất kia này. 1 triệu. Rồi, tay ga Đình Tuấn. Số điện thoại hotline 0909 755 993. Cái này để anh em kiểm tra tất cả giá trị điện áp từ IC cấp xuống quận 3 pha. Rồi, tặng anh em full bộ IC nha. Đấy, quyển IC full luôn nha. Quyển mới 2022 trắng đen nha anh em. Rồi, cầu chì sơ cua cáp nguồn 1 triệu tặng anh em. Quyển chân IC của 2022 hầu như đầy đủ hết cho anh em trắng đen. Rồi, giá 1 triệu anh em nào ok comment. Nó như thế này. Rồi, một ngày nào đó chúng ta mở khóa điện lên thì lúc này sẽ xuất hiện cái lỗi 52. Muốn biết cái lỗi 52 trên cái dòng xe đời mới bây giờ, chúng ta phải gọi lỗi thủ công hay là dùng máy chẩn đoán để đọc, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta bấm khởi động lật đề thì đương nhiên nó chỉ có tiếng cạch cạch. Anh em nhìn vào đây ạ. Đây, cạch cạch. Rồi anh em chờ chút để mình bóp thắng này. Cạch cạch. Đó. Thì lúc này anh em lấy máy chẩn đoán để chúng ta đọc lỗi, hoặc đồng thời chúng ta gọi lỗi thủ công như sau. Bây giờ chúng ta cầm một cái máy chẩn đoán. Con máy này anh em nào mua mình tặng luôn bộ thiết bị đó luôn vào trưa nay.
Ok. Đưa tôi 3 rưỡi đấy cậu ơi. Rồi, thì lúc này chúng ta sử dụng máy chẩn đoán như sau. Anh em kết nối với rắc đọc lối DLC. Rồi, tình nghĩa anh em thay motor bơm lấy 350, bởi vì người đó là người bạn. Rồi, động cơ Honda. Rồi, chúng ta lúc này đọc cái lối hiện hành. Máy báo cho chúng ta EPAPO bỏ qua. Rồi, và đặc biệt ở đây sẽ là cái lỗi 52, lỗi mặt cảm biến CKP pha UVW. Đó, lúc này là bị CKP. Còn cái van EPAPO này không liên quan gì tới mặt khởi động hay là lật đề, thì anh em lưu ý bỏ qua. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra kế tiếp, nó sẽ là lỗi 52 để cạch cạch. Rất cực kỳ đơn giản cho anh em sử dụng cái bộ này như sau. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tắt khóa điện. Nhớ là tắt khóa điện đi. Rồi, tắt khóa điện trước khi chúng ta thao tác. Lúc này anh em nhìn thấy tới cái rắc CKP. Nhớ là tài liệu mình tặng cho anh em. Anh em cứ thoải mái mà chơi. Rồi, để mình bỏ cái ghế này lên đây cho quý vị nhìn cho nó dễ. Rồi. Lúc này anh em đi tìm tới cái rắc CKP. Đây, chúng ta rút ra. Anh em lúc này xác định cho mình sợi rắc đực. Đây, nó sẽ là đực. Đực cái này từ điện áp, từ IC ở đằng sau cấp xuống CKP. Rồi, lúc này anh em sử dụng cái thiết bị này giá 1 triệu tặng anh em quyển tài liệu chân IC. Đây, thì lúc này anh em sẽ nhìn vào ở cái hàng chữ ở đầu rắc. Kiểm tra cảm biến CKP là cảm biến rời. Chúng ta kiểm tra nguồn CKP 6 giây. Nó nằm ở bên trên cùng. Ok. Rồi, anh em sẽ tìm vị trí 3 sợi dây. Rồi, kiểm tra CKP nguồn 6 giây. Đó. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào 3 cái rắc CKP. Ở trên xe cấp xuống thì nó sẽ là cái rắc màu đực. Thì anh em sẽ kiếm cái rắc màu cái. Đây. Cái này của Yamaha, già mà ham. Cái này của Honda, rắc lớn. Cái này của Honda, rắc dẹp, rắc cái. Cắm vào. Rồi, kịch xong. Lúc này anh em không cần phải làm cái gì, chúng ta chỉ có bật khóa điện lên. Nhìn như thế này. Mở công tắc máy. Rồi, vậy lúc này điện áp đều cho anh em 4 giây. Đúng không ạ, 4 giây. Điện áp có là 9V. Thì lúc này anh em kết luận rằng mặt IC và đường dây tất cả đều tốt. Vấn đề còn lại chúng ta tư vấn với khách hàng xe anh chị bị chết CKP. Thì lúc này anh em mở mâm điện ra, chúng ta lấy con CKP mới lắp vào là lấy tiền. Đó. Còn nếu 4 sợi dây này, 4 dây tín hiệu này chỉ có 1 dây, nếu điện áp là 0V thì chúng ta cứ dò cái màu dây đấy để chúng ta đo về C. Nếu đứt dây thì nối lại. Ví dụ như dây này U. Đứt dây thì chúng ta nối lại. Còn đo thông mạch thì lúc này chúng ta báo khách hàng là chết IC. Một cách kiểm tra khi xuất hiện cái lỗi 52 cực kỳ đơn giản khi anh em có cái bộ này. Đúng không ạ? Bộ này mang thương hiệu Tega Đình Tuấn, đúng không ạ? Số điện thoại hotline 0909 755 993. Anh em nào cần comment, Đình Tuấn tặng cho bộ tài liệu full của 2022 về chân IC khóa Sparky bằng trắng đen. Đó, còn cái này sẽ kiểm tra được điện áp 3 pha từ IC cấp xuống, kiểm tra được APS, kiểm tra được VS,
ở đây sẽ là cái nguồn DC 12V từ IC cấp để nuôi cho thiết bị. SM-K66 khóa Smoky bao nhiêu tiền? Vậy ăn hơn 3 triệu, ăn Xuân Cương. Đó, anh em nào mua thiết bị thì vui lòng liên hệ với Đình Tuấn, bộ nhỏ gọn giá 1 triệu tặng kèm một quyển chân IC. Đúng không ạ? Full 2022. Rồi, giá 1 triệu anh em nào ok ok comment ủng hộ Đình Tuấn tặng cho quyển chân IC 2022 bằng trắng đen. Full về chân IC, về ABS, về Smoky. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cho anh em. Đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta nhìn vào cái bóng đèn thế này, U là màu dây gì? U nó sẽ là trắng sọc đỏ. Nhớ ghi vào từ CKB. À. V là gì? Là trắng sọc sân biển. Còn cái này W là gì? W là trắng sọc đen. Còn cái dây P là dây gì? Nó sẽ là sân biển sông vàng. Đó, 4 sợi dây CKB cho 4 màu sọc, đúng không ạ? Đó, trắng đỏ, trắng đen, trắng sân biển sông vàng. Thì anh em lưu ý vào đó, 4 sợi dây này. Bởi vì ở đây U ký hiệu V, W. Còn cái dây này đứt hoặc là điện áp 0V nó vẫn đề được nhưng mất lửa ha. Đấy, dây này là dây khởi động đề. 3 dây này, 3 dây tín hiệu U, V kép. Đấy. Rồi, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng Đình Tuấn. Đấy, một cái cách kiểm tra cực kỳ đơn giản khi xuất hiện cái lỗi 52 hoặc đề cắt cạch hoặc là ABS không hoạt động hoặc là VS. Rồi, anh em nào cần thì comment. Đình Tuấn xin phép được tạm dừng video clip tại đây. Chúc mọi người buổi trưa thứ 7 cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại những video kế tiếp. Rồi, ai mua giá 1 triệu, mệnh giá 2 tờ polymer 500 châu xanh, tặng bộ tài liệu trắng đen full toàn tập của 2022. À. Rồi, xin chào. Rồi, bộ có hình dáng ở trong bì, bao bì như thế này cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi.